dây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc em thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai. Anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất, và hôm nay bầu trời trong xanh thật nhiều ánh mắt chứng giám. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai. Nhờ sự vun đắp của hai bên gia đình và đặc biệt bằng một tình yêu chân thành của hai em, thì ngày mai hai bên gia đình chúng ta sẽ chính thức long trọng tổ chức buổi lễ vu quy cũng như buổi lễ thành hôn cho hai em. Vâng, và kính thưa quý vị, và để chuẩn bị cho ngày lễ thành hôn cho hai em và cũng là theo truyền thống địa phương, hôm nay hai bên gia đình chúng ta long trọng tổ chức buổi lễ ăn hỏi, hay còn gọi là buổi lễ sơ hôn. Về dự buổi lễ ăn hỏi tại họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu phái đoàn họ nhà trai đến từ quê hương Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định, có tất cả các bậc cao niên, cô dì chú bác cũng như toàn thể các quý vị phái đoàn họ nhà trai đã trở về và hiện diện tại gia đình họ nhà gái chúng tôi. Về phía họ nhà gái đến có cô dì chú bác cùng tới các bậc cao niên đến từ quê hương Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định cũng đã đầy đủ tại hôn trường
của gia đình họ nhà gái chúng tôi để cùng chung vui và cùng chúc phúc. Vâng, và ngay bây giờ, và cũng là để chào đón nhau trong buổi sáng ngày hôm nay, và cũng là để chúc phúc cho tình yêu của hai em, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay cùng để chào đón nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mọi thủ tục mà hai bên gia đình chúng ta cũng đã hoàn tất và thống nhất trong những ngày qua. Và để rồi, giờ này thì họ trai cũng đã sắm lễ cưới trầu, dâng lên họ nhà gái gọi là nhịp cầu trao duyên. Trước là kính lễ tổ tiên, sau ông bà, cha bác, hai bên gia đình. Và hai cháu thì đã tìm hiểu lâu rồi, tâm đầu ý hợp, nửa đôi mặn lòng. Và đầu tiên thì được gọi mẹ, gọi cha, giao lưu, hòa hợp hai bên gia đình. Vâng, và để mở đầu cho buổi lễ ăn hỏi hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho phái đoàn họ nhà trai cũng có đôi lời phát biểu về những lễ vật trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý cố, quý các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại tộc và các quan viên đại diện cho dòng họ nhà gái kính mến. Kính thưa các bạn, chi tiết của hai cháu Văn Duy và Thu Thúy rất thân mến. Lời đầu tiên, tôi xin thay lời cho phái đoàn họ nhà trai gửi tới toàn thể vòng hoa hôm nay, hội hôn hôm nay, lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đúng là hồng ân Thiên Chúa đã an bài, đã định liệu cho hai cháu và cháu Duy và cháu Thúy từ hai địa phương hầu như không quen biết nhau. Trải qua một thời gian học tập và công tác, hai cháu đã gặp gỡ nhau trên đất Hà Thành và trải qua một thời gian tìm hiểu, cầu nguyện và bàn hỏi với hai bên hai dòng họ, hai cháu đã quyết định đến một bước ngoặt quan trọng nhất là cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc trăm năm. Kính thưa quý vị, và đã được hai gia đình, hai dòng họ đồng thuận, và nhất là hôm nay với điều kiện Thiên Chúa ban cho một ngày rất tốt đẹp, dòng họ nhà cha chúng tôi, phái đoàn chúng tôi đến đây với mục đích dâng lên tiên tổ cũng như quý vị dòng họ nhà gái với cơ dầu gồm ngũ tráp, xin quý vị vui vẻ chấp nhận để hai cháu Di và Thúy sớm được thành hôn với nhau trong những ngày giờ gần nhất. Và được buổi lễ hôm nay được kết quả tốt đẹp, tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà gái cũng như cháu Thúy là tương lai con dâu của dòng họ chúng tôi lên để chúng tôi vừa trao nhận để kết quả tốt đẹp của buổi lễ đính hôn, buổi lễ ăn hỏi hôm nay. Và để cho buổi lễ hôm nay được sinh động hơn, để giới thiệu những ý nghĩa của cơ dầu hôm nay, họ nhà cha chúng tôi xin nhờ vị chủ hôn hôm nay diễn giải giúp để gia đình họ nhà gái vui vẻ chấp nhận những lễ vật hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu rất ý nghĩa nhưng cũng rất ngắn gọn của một vị đại diện cho họ nhà trai. Vâng, và ông cũng nói rằng trước hết thì chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban bao hồng ân cho hai bên gia đình chúng ta, và đặc biệt là đã ban cho hai em Thu Thúy và Văn Duy đã có được như ngày hạnh phúc hôm nay. Và ông cũng nói rằng hôm nay thì họ nhà trai đến đây, trước hết là có những lễ vật này, trước hết là lễ vật này là được kính dâng lên các bậc tiền nhân. Và những lễ vật này là cũng để thể lòng biết ơn với các bậc sinh thành ra Thu Thúy, và để rồi hai bạn của hai dòng họ của gia đình chúng ta có được ngày vui hạnh phúc hôm nay. Vâng, và giờ đây thì cũng xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho họ nhà gái cũng có đôi lời phát biểu cũng như nhận những lễ vật trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em thanh niên nam nữ chúng ta có mặt hôm nay để tham dự một buổi lễ ăn hỏi của hai cháu, của hai em chúng tôi. Thế thì trước tiên tôi muốn nói rằng gia tộc họ hàng chúng tôi hôm nay có mặt rất đầy đủ, từ các cụ ông, cụ bà và cho đến các cháu nhỏ, để chuẩn bị đón chào một sự kiện mới. Có nghĩa là gia đình chúng tôi được đón nhận một thành viên mới. Hôm nay là ngày chính thức. Thế thì qua những lời phát biểu của ông đại diện họ trai cũng như là ông MC đã nói nên tình tự mà dẫn đến cái buổi hôm nay thì tôi không nói nữa, có phải không? Đấy, và cái lễ vật này là
họ đàn trai đã đưa đến, và tôi chỉ xin đại diện cho họ đàn gái là cũng xin được nhận cái lễ vật này, và cũng công bố từ nay trở đi cháu gì nhỉ, cháu Văn Duy sẽ trở thành chính thức thành viên trong gia đình chúng tôi. Tôi xin được. Vâng, đúng là sinh con thì bởi mẹ cha, mà chung xây hạnh phúc thì ta cùng lo chung. Vừa rồi hai vị đại diện cho họ nhà trai, họ nhà gái cũng đã có đôi lời phát biểu và đã chấp nhận những lễ vật mà họ nhà trai mang đến trong ngày vui hôm nay ạ. Vâng, và giờ đây thì cũng bà cũng đã chính thức cho hai cháu Thu Thúy và Văn Duy cùng lên khuôn mặt nhà, và hai bên hai vị gia đình cũng đã chấp nhận. Và giờ đây thì xin mời hai nhân vật chính, đó là hai em Thu Thúy và Văn Duy, chúng ta sẽ cùng ra trước sân khấu cũng như để ra mắt tất cả mọi người trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay cùng để chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Vâng, và giờ đây thì xin được kính mời hai vị đại diện, chúng ta sẽ cùng xuống để chào. Trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh dẫn muôn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Vì thế như vậy là để kết thúc những ngày lễ vui quy của các cháu hôm nay, thì con cũng xin đỡ lời cho nhà trai xin cảm ơn các cụ cố và các bà nhà trai đã chấp nhận cây cầu, đồng thời là đã chấp nhận cháu Duy là con gái trong nhà. Thì vì vậy là con cũng xin được cảm ơn tất cả các ngài. Sau nữa là con cũng đỡ lời cho ông thông gia về đàn nhà trai, cũng xin được kính mời các cụ cố, các ông các bà ngày mai bớt chút thời gian vàng ngọc vì con vì cháu
tới 10:30 ngày mai sẽ về địa điểm tại Trực Thái Trực Ninh chúng con để tham dự lễ thành hôn của hai cháu. Chúng ta vừa chứng kiến một cuộc tức là trao rồi nhận và sính lễ của hai em hai cháu trong buổi hôm nay là rất là long trọng, rất là vui vẻ. Và tôi cũng xin cảm ơn đến tất cả các ông các bà và anh em bạn bè thân thiết đã đến đây cùng với gia đình chúng tôi để chứng kiến cái cuộc lễ ăn hỏi này. Thì tôi cũng một lần nữa xin được cảm ơn. Trong ngày mà anh chị quyết định lập gia đình, đối với anh chị đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến tình nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng anh chị lắng nghe lời Chúa vừa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản khoan lại Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành cho các tôi tớ Chúa
sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi chung thủy với nhau. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận của chúng ta để xứng đáng tham dự cử hành thánh lễ. Bài trích sắc diễm ca có những tiếng người yêu của tôi này chàng đến nhảy qua núi băng qua đồi. Người yêu của tôi giống tựa linh dương khắc nào nay thơ. Này chàng đang đứng sau vách nhà chúng tôi, nhìn qua sông cửa, ngó xuyên hàng rào. Kìa người yêu của tôi nói với tôi, hãy trỗi dậy với bạn tình của anh, bồ câu của anh, người đẹp của anh. Hãy ra đây khỏi bồ câu của anh, đang núp trong hốc đá, trong hang dốc đứng. Hãy cho anh thấy mặt em, cho tay anh nghe tiếng em. Ôi tiếng em dị thường nào, gương mặt mỹ miều biết bao. Người yêu của tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Chàng đang chăn chiên giữa những khóm rễ. Hãy đặt em như chiếc ấn trên trái tim chàng, như chiếc ấn trên cánh tay chàng. Vì chưa tình yêu mạnh như thần chết, nỗi đam mê mãnh liệt như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa cháy bừng, là ánh chớp trên bầu trời. Nước lũ không thể dập tắt được tình yêu. Đó là lời chuông. Oh,
chiến hữu Roma. Anh em thân mến, bổn phận của chúng ta không phải là làm hài lòng mình. Mỗi người chúng ta hãy làm hài lòng người thân cận trong sự tốt lành để xây dựng. Vì Đức Kitô đã không tìm làm hài lòng chính mình. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương của Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng đồng thanh và tôn vinh Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy đón tiếp nhau như Đức Kitô đã đón tiếp anh em để làm vinh danh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em chan chứa niềm vui và bình an trong lòng tin, để anh em tràn đầy hy vọng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử người, họ nói: người ta có được phép lấy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Từ ban đầu tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị sánh vai cùng nhau đến nhà thờ để xin Chúa chúc lành và ban cho anh chị đời sống hạnh phúc nửa đôi. Và sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời khẳng định mà chính Chúa Giêsu đã trả lời những người bị phán. Con người thời nay, người ta viện cớ là phải theo đà tiến của văn minh nhân loại, của khoa học kỹ thuật, để rồi từ chối và phủ nhận cái gốc của hòa bình, chính là hạnh phúc gia đình. Họ chối bỏ giá trị đạo đức cá nhân để azua theo phong trào ly dị, mà họ cho rằng nếu mình không theo là đối thời. Ly dị chính là chối bỏ đạo đức căn bản trong hôn nhân mà chính Chúa Giêsu đã nói rõ ràng trong Tin Mừng ta vừa nghe. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Thiên Chúa đã phối hợp và chúc phúc trong sự ưng thuận một cách thông dong của người nam và người nữ, chứ không phối hợp và chúc cách miễn cưỡng hay gò bó của hai người. Cho nên khi họ xé bỏ khế ước hôn nhân để ly dị đường ai đấy đi, thì chính họ cũng xé bỏ hạnh phúc của mình và hôn cái mình. Nhiều đôi hôn nhân cũng chỉ vì ép buộc, cái ông bố thì bảo mày mà không biết đó thì tao chỉ bắt đầu sơn vôi rồi tấm ra ngoài, rồi miễn cưỡng và đây mẹ. Nhưng mà đấy làm sao hạnh phúc được? Rồi đến khi chờ đến lúc mà bắt tay nhau thì nói đi lời ưng thuận thì không nói đi được, làm tù hành như bố mẹ.
có những lúc mà phải như vậy. Cho nên hôm nay là anh chị nói những lời ưng thuận của chính mình, tự nguyện của chính mình, không ai có quyền ép buộc, mà chỉ có hai người tự nguyện với nhau, nắm tay nhau và nói lên: tôi là anh Tôn nhận em Maria là vợ hứa, là hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Yêu thương, tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Tức là ốm đau như mạnh khỏe, không phải là cứ mà đến lúc ốm đau thì được thoái thác nữa. Rồi có những anh bây giờ này bắt tay nhưng mà lại tập kiểu khác. Đấy. Tình yêu chân chính là biết hy sinh cho nhau và chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Trong tình yêu vợ chồng, sự hy sinh cho nhau là chấp nhận những cái hay cái dở, những cái khuyết điểm của nhau càng phải nổi bật hơn. Bởi vì bao lâu họ biết chấp nhận hy sinh cho nhau thì hạnh phúc còn ở với họ. Khi đã yêu rồi, nếu mà thực sự mà yêu nhau thì người ta dễ tha thứ cho nhau, dễ tha thứ và nâng đỡ nhau. Còn đã hết yêu rồi thì chúng ta thấy lúc đó là bới móc, bới bèo ra bọ, bới lông tỉ vết đủ kiểu. Thì lúc đang yêu thì có giận mấy thì giận, em có giận mấy thì giận, có căm mấy thì căm, anh vẫn bẻ cho thẳng, anh vẫn làm cho lành. Đấy, tức là thương nhau cũng ở cứ đấy. Cho nên có muốn gì anh sẵn sàng, em vẫn là number one, số một, không có số hai. Đấy, có ai có số hai? Bây giờ hỏi anh Duy đây, chị Thúy là số một hay số hai? Đố dám nói số hai. Đấy, trên thế giới này có là 7 tỷ người nhưng mà em vẫn là số một, một trên 7 tỷ. Đấy, không có người số hai. Và chị Thúy cũng ngược lại, em cũng chẳng tìm thấy một chàng trai nào lý tưởng cho bằng anh, và em đã chọn anh biết bao nhiêu chàng trai đến nhưng mà chỉ chấm điểm có mình anh mà thôi. Đấy, chứ không chấm của người khác, chứ không phải bây giờ chúng ta thấy là tình yêu vậy thôi, biết bao nhiêu chàng trai ngó nghiêng nhưng mà khi đã chấm điểm về rồi thì tất cả các cái cánh cửa kia nó sập lại và chỉ mở một cánh cửa duy nhất là anh Duy được vào mà thôi. Anh chị thân mến, hạnh phúc của đời sống hôn nhân rất quan trọng. Đấy. Quan trọng là bởi vì được Thiên Chúa chúc phúc và Đức Giêsu đã nâng lên hàng bi tích. Còn hơn là các bà sơ, các bà sơ khấn, cái chỉ là án tích thôi. Còn đây anh chị là biết cưới là bi tích. Đấy, chính Chúa Giêsu thiết lập. Đấy, chúng ta quan trọng lắm. Và lúc nào phải nghĩ đến ngày cưới là ngày đẹp, và lúc nào phải ôn lại cái ngày kỷ niệm này cho chính bản thân ta. Có như vậy ta, anh chị hãy mời chính Chúa đến để chúc phúc cho, và nhất là cái sự hiện diện của Đức Mẹ Maria Thánh Cả Xe là mẫu mực cho gia đình. Rồi xin các đấng phù hộ ban cho anh chị luôn luôn sống hạnh phúc. Amen. Rồi mời đức hôn và nguyện chị giúp anh chị mãi mãi trung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy và thánh nhân anh chị. Bởi vậy trước mặt hội thánh cho hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Anton Đỗ Văn Duy và chị Maria Phan Thị Thu Thúy, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, không. Thưa không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có.
Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một trong hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói đi sự yêu thương của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Anton Đỗ Văn Duy, xin nhận em Maria Phan Thị Thu Thúy làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Phan Thị Thu Thúy xin nhận anh Anton Duy làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn đi sự ứng thuận anh chị vừa tập bày trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tuân đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà anh chị sắp trao cho nhau và giữ chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Phan Thị Thu Thúy xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân linh cha và con và thánh thần. Xin yêu sao
dâng lên Ngài, trọn đời tin sắc son thủy chung. Xin Chúa là Cha còn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với Thánh Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa thần là Đức Thánh là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần cho linh hoa dựng qua lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy máu cho ước mới và vinh cung sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mọi nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính cho con Chúa Chúa chết và sống lại, con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cung đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con ta thì đã xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ đến một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng các phần cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến anh An Tôn, Đồ Văn Duy và chị Maria Phan Thị Thu Thuy mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhớ Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đều được bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho anh thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa cứu thế và theo thế Đức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Thank you.
con cũng đã để có nợ trong con. Xin giữ để trong con xa chưa tan gió, đừng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha chi thanh Cha đã tạo dựng con gửi giống hình ảnh Cha, cho họ có nam có nữ để người nam và người nữ khi được liên kết nên một nơi thể xác cũng như trong tâm hồn biết Chúa toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian này. Chúa để mặc cải chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả giao ước. Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ thì mọi nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con lại xin Chúa đối thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa, đây là anh An Tôn Đỗ Văn Duy và chị Maria Phan Thị Thu Thúy và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa trong khi anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Anh chị trở nên ý hợp tâm đầu, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm hầu chuẩn bị cho chúng nhất được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin nói thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỷ Chúa, đây là chị Maria Phan Thị Tu Thúy, để khi Chúa toàn nghĩa vũ làm vợ và làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà xây dựng gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa, đây là anh An Tôn Đỗ Văn Duy, để anh biết Chúa toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cần mẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chị em chúc bình an cho nhau. Bên nhau nguyện xin Chúa gìn giữ
giữa đường đời. Yêu thương thủy chung trọn vẹn câu ước thề. Bên nhau nguyện xin chưa dừng giữa đường đời. Sớm lao khổ đau ngập tràn trên bước đường. Sông hiền lòng vui bước đường trần. Mai gia đình lạy Chúa đừng theo chữ bàn tiệc của Chúa, chúng con lại xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng vi tích hôn phôi, kết hôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho anh chị được hưởng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho anh chị nơi con cái. Xin con một Thiên Chúa thương xót phù giúp anh chị khi thịnh vượng cùng như lúc gian nan. Xin linh thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng anh chị. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Trọng kính Cha Chánh Sứ Giáo Sứ Tương Lam rất kính mến, kính thưa quý thầy, quý hội đồng mục vụ, quý chức trong các hội đoàn cũng như ban ngành cùng cộng đoàn của giáo hội sở tại. Đúng là một sự an bài đầy tình yêu thương của Thiên Chúa mà hôm nay hai cháu Duy và Thúy được lãnh nhận bí tích hôn phối trong thánh lễ thật long trọng và sốt sáng này. Trong giờ phút linh thiêng này, con xin thay lời cho hai cháu, cho hai gia đình cũng như hai dòng họ chân thành tri ân Cha Xứ. Mặc dù những dịp này các ngài rất bận với công việc chuẩn bị cho bước vào một năm mục vụ mới, ngài đã dành cho hai cháu, hai gia đình chúng con một thời khắc rất thuận tiện. Chúng con xin ghi lòng tạc dạ những lời chia sẻ của Cha trong thánh lễ trọng đại này là sống đúng ơn gọi của hôn nhân gia đình để làm cho gia đình, cho con cháu, cho dòng họ được vui vẻ hạnh phúc và nhất là đạt tới hạnh phúc nước trời. Con cũng xin cảm ơn quý thầy, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn đã cộng tác và tổ chức thánh lễ thành hôn cho hai cháu hôm nay thật long trọng và sốt sắng. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu, rổ tràn đầy ơn thánh trên Cha Xứ. Và trước khi ngừng lời, con xin chúc tất cả cộng đoàn đầy đủ một sức khỏe dồi dào để chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa hài lòng. Con xin cúi đầu cảm tạ. Và xin cùng bản thân đi kích ta thúc thánh lên. Đây xong với chị em đi bằng an. Tạ ơn Chúa.
phượng hòa minh.
Chào mừng tất cả các quý vị, quý ông bà, anh chị, cô dì, chú bác và đặc biệt là phái đoàn họ nhà trai đến từ quê hương Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định đã trở về và hiện diện tại phòng hoa của gia đình chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng chung vui và cùng chúc phúc cho tình yêu của cô dâu Thu Thúy và chú rể Văn Duy. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là dù ai đi bốn phương trời, hỏi đâu lịch sự như người quê tôi. Cảm ơn quý khách gần xa đã về dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên xin được thay lời cho gia đình, xin được đỡ lời cho cô dâu Thu Thúy và chú rể Văn Duy, xin được gửi tới toàn thể quý vị ngập tràn hạnh phúc. Kính
chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, chúc quan viên hai họ sức khỏe dồi dào, chúc cho đôi lứa yêu nhau ngày càng thêm thắm lòng, và xin được chúc cho lễ tơ hồng của chúng ta được thành công tốt đẹp. Và một tràng pháo tay cùng để chào đón nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người, và cũng là món quà mà Thiên Chúa đã trao tặng cho tất cả mọi người chúng ta. Chính món quà mà Thiên Chúa đã trao tặng cho hai bạn Thu Thúy và Văn Duy đó là một tình yêu đẹp và đã tiến tới hôn nhân thành công mỹ mãn. Như câu nói, cây ra hoa thì phải có ngày đơm quả, và trái trên cành thì lâu ngày cũng chín. Và tình yêu cũng vậy, khi tình duyên đến thì hai con tim tự động sức nảy là một. Ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ của chàng trai và cô gái, chính Văn Duy đã nhận ra Thu Thúy là một nửa yêu thương mà mình hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Qua những lần hò hẹn và tâm sự thì Văn Duy cũng nói với Thu Thúy rằng ước gì anh nấy được làng, trông cha trông mẹ sớm chiều có nhau. Kính thưa quý vị, hai con tim yêu thương đang hòa quyện vào nhau và đang trao cho nhau những vị ngọt của tình yêu. Và đáp lại những lời ngọt ngào của chú rể Văn Duy thì Thu Thúy cũng nói rằng: anh ơi, anh về vun đất trồng câu, để em trồng ké dây trầu một bên, và mai này trầu nọ lớn lên, câu kia ra trái, mình nên vợ chồng. Kính thưa quý vị, và tình yêu của hai bạn cũng đã được đơm hoa kết trái. Vâng, và ngày hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 15 tháng 10 năm Canh Tý, trước hết là nhờ hồng ân của Thiên Chúa, cũng như được sự duyệt y của cha xứ, và chính cha xứ đã ban bí tích hôn phối cho hai em tại thánh đường của giáo họ, và cùng với sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự nhất trí của hai bên gia đình, và ngày hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt mà ngày hai bên gia đình chúng ta cùng long trọng tổ chức các buổi lễ vu quy cũng như buổi lễ thành hôn cho hai em trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và để mở đầu cho chương trình buổi lễ vu quy hôm nay, giờ đây chúng con xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho họ nhà trai có đôi lời phát biểu xin dâu, xin được trân trọng kính mời. Đúng là Cana tiệc cưới Chúa thương làm phép lạ, buổi lễ thành hôn người sống vạn ơn lành. Quý thưa quý cố, quý các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em trong đại gia đình họ nhà gái, thưa các bạn, chi tiết của hai cháu Văn Duy và Thu Thúy thân mến. Sở dĩ có buổi lễ hôm nay đúng là do bàn tay đầy yêu thương của Thiên Chúa đã tạo thành và cũng là để an bài cho hai cháu. Từ chỗ hai địa phương Trực Thái và Nam Thái không hề quen biết nhau, các cháu đã gặp gỡ nhau trong học tập và công tác trên đất Hà Thành. Và trải qua một thời gian, hai cháu tìm hiểu chính đáng, cầu nguyện và bàn giải cùng với hai họ cũng như các bạn, các cháu đã quyết định tới xây dựng trăm năm hạnh phúc cùng nhau trong một gia đình mới. Và nhất là được sự đồng thuận của hai gia đình cũng như hai dòng họ bên Ho, bên Liệu đã giúp cho các thủ tục của các cháu về xã hội, luật gia đình hôn nhân, hai cháu đã được địa phương, hai chính quyền Nam Thái và Trực Thái đã đăng ký kết hôn. Và thưa quý vị vừa chứng kiến trong 10 giờ trưa hôm qua, được cha xứ đã chủ sự thánh lễ ban bí tích hôn phối cho các cháu một cách thật long trọng và sốt sắng. Và giờ đây, theo đúng như thủ tục của các cụ để lại, theo gia lễ cũng như tập quán tốt đẹp của người Việt Nam, họ nhà trai chúng tôi đến đây với một tấm lòng rất chân thành. Thứ nhất, xin cảm ơn tất cả quý vị đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu, và xin giới thiệu cho buổi lễ hôm nay được kết quả tốt đẹp, chúng tôi đã chuẩn bị cơ dầu. Trong thành phần cơ dầu hôm nay, chúng tôi có một nhã ý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng tôi có một chút phong bì lễ mọn để dâng lên tiên tổ, nhưng một nén hương để cảm ơn và xin tiên tổ phù hộ cho hai gia đình mới và hai cháu. Và để tiếp tục cho buổi lễ vu quy và thành hôn hôm nay được tốt đẹp, tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện cho họ nhà gái nên chấp nhận cơ dầu lòng thành kính của phái đoàn họ nhà cha chúng tôi để tiếp tục buổi lễ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.
Con đứng là hồng ân Thiên Chúa Bao La, muôn đời con sẽ tạ ơn danh Ngài. Đó là lời phát biểu của vị đại diện cho nhà trai. Kính thưa quý vị, và đúng là hôm nay trai vui thì gái cũng mừng, mà hai họ thì tưng bừng như hoa. Họ gái hân hoan mừng dễ thảo, họ trai hớn hở đón dâu hiền. Và giờ đây để cho câu chuyện nối liền thì cũng xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho nhà gái có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Người ta bảo là ăn cơm mới thì nói chuyện cũ, đúng không ạ? Mà không có chuyện cũ thì chắc chắn là không có chuyện mới. Nếu không có ngày hôm qua thì không có hôm nay, mà càng không có ngày mai. Thế thì câu chuyện nó được diễn ra ngay trong cái hôn trường này. Tất cả chúng ta ngồi đây có thể là cũng hôm qua cũng có mặt ở đây, đã chứng kiến một buổi lễ ăn hỏi thật đầm ấm, thật tình cảm. Và này cùng chung vui với nhau, có thể nói một bữa cơm đầu tiên của hai họ, chúng ta tay bắt mặt mừng. Mọi lời chúc tốt đẹp cho hai cháu. Một buổi hôm qua phải nói là trọn vẹn. Và cho đến ngày hôm nay là cơi trầu, có thể nói đây là một cơi trầu cuối cùng trong một cuộc trầu cau. Và với ý kiến của ông đại diện cho họ nhà trai thì mọi thủ tục đã đều được hoàn tất. Thủ tục theo địa phương, trầu cau theo địa phương cũng hoàn tất. Nói chung đến hôm nay là mọi chúng ta tiến tới là những giây phút cuối cùng trong một cuộc trầu cau. Thì tôi xin được đại diện cho họ đàn gái là chả còn lý do gì mà không nhận cây trầu này, mà không thể có lý do gì khác là bắt mẹ cô dâu phải trao cô dâu. Tôi xin hết ạ. Vâng, xin là cảm ơn lời phát biểu vì đại diện của đàn gái. Vâng, và kính thưa quý vị, qua những lời phát biểu, những lời đàm đạo của hai vị đại diện họ nhà trai, họ nhà gái, và giờ này thì hai bên gia đình cũng đã chấp nhận, vâng, cho hai con cùng làm nên, cùng nên một gia đình. Vâng, vậy giờ đây thì xin mời hai ông chúng ta sẽ cùng làm thủ tục, cùng để trao lễ vật trầu cau. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật dài, cùng để cầu chúc cho tình thông gia hai nhà như một. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị trưởng đoàn đã hoàn thành những nhiệm vụ của mình trong ngày vui hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, nói đến chú rể Văn Duy thì chúng ta biết là đó là một chàng trai có đức có tài. Nói về đẹp trai thì anh là dạng tầm cỡ của cái giáo sứ Tinh Tín chúng ta rồi. Vâng, anh đã đi khắp nơi hỏi vợ mà hỏi mãi thì chẳng được cô nào. Cô thì chê ngắn, cô thì chê dài, cô thì hơi béo, cô thì hơi gầy. Vâng, có cô thì mập như cái tép nước Sơn Hà, có cô đẹp như hoa mà người không thể tả được. Anh đã đi khắp nơi hỏi vợ mà hỏi mãi chẳng được cô nào. Và anh đã đi khắp 63 tỉnh thành, cuối cùng trời đã dành cho anh đó là cô dâu Thu Thúy của quê hương chúng tôi. Vâng, và ngay bây giờ không để cho anh Văn Duy chờ đợi đâu nữa, xin được mời anh Văn Duy sẽ ôm bó hoa tươi thắm vào bên phía ba gian nhà trong để đón cô dâu Thu Thúy ra mắt mọi người trong ngày vui hôm nay. Vâng, xin được kính mời. Yeah.
đợi mong chờ bao năm hạnh phúc bây giờ là đây. Cho tới giờ phút này, với sự chứng kiến của tất cả các quý vị, quý ông bà, anh chị, cô dì, chú bác, hai bạn Thu Thúy và Văn Duy, thì họ đã chính thức nên vợ thành chồng. Vâng ạ, và giờ đây cũng là để ra mắt và cũng là thay lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong ngày vui hôm nay. Và xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ dành một chiếc cúi chào nhẹ nhẹ để cảm ơn tất cả mọi người trong ngày vui hôm nay. Và một tràng pháo tay cùng để chúc mừng hạnh phúc. Vâng ạ, và thưa quý vị, và cũng là để thay lời cảm ơn tới toàn thể các quý vị, quý ông bà, anh chị, cô dì, chú bác, chúng ta đã trở về trong ngày vui hôm nay. Và giờ đây thì xin mời cô dâu chú rể, chúng ta sẽ bỏ bó hoa tươi thắm xuống phía bàn vào phía ba gian nhà trong để mời nước, mời thuốc, như cảm ơn tới toàn thể các quý vị đã trở về với gia đình chúng ta trong ngày vui hôm nay. Trong ngày vui hôm nay thì hai em cũng đã nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của tất cả mọi người đã gửi đến để chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong buổi sáng ngày hôm nay. Cùng với ban tổ chức chúng tôi thì cũng xin được chúc cho hai em được ngập tràn hạnh phúc và cuộc sống thì thật vàng son, sống dài hơn thế kỷ, sinh hai con hết ý, có trai trước gái sau, và học hành thì đều đỗ đạt và sau này thành lãnh đạo, thích ở đâu thì bảo xây biệt thự nên ngay, và tiền của có trong tay, chức quyền cao trong nước, đi ra ngoài một bước là đã có ô tô riêng, sang các nước láng giềng đã có máy bay siêu tốc, vàng hai em cứ bốc thoải mái mà tiêu, bạn bè mà cưới tặng luôn cho hai chị, và cũng nhớ người dẫn chương trình hôm nay, có tối hôm nay biếu ngay thì càng tốt ạ. Một lần nữa một tràng pháo tay cùng để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời đại gia đình của phía họ nhà gái chúng ta sẽ cùng ra để cùng với cô dâu chú rể, cùng với những người con của mình để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Chúc phúc lòng anh bao bất ngờ, anh hạnh phúc
chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, anh là cô dâu. Đám cưới, chủ rể là anh. Và sau này mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Câu chúc, trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chưa dắt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng lòng. Ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chủ rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc, trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng lòng. Trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Mơ ơi người yêu, em đi mang ánh sao cùng bên trong ban đêm. Đồng tiền đồng vì nước cốt nước kia bên em nào bất tây. Chào dầm trong lòng anh đam mê đồng say. Yêu nhau đi và yêu nhau mỏi em. Rồi quay bên nhau được say xưa buồn ngàn tình. Vì vui đêm nay và trao cho để đắm say. Chỉ mình em thôi, trong ai bắt em chờ. Này em yêu
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam chúng ta, từ xa xưa đã để lại quý vị à, đúng là con người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Trước khi hai em bước vào những giây phút long trọng này, ban tổ chức xin đề nghị đôi bạn trẻ hãy để bó hoa tươi thắm trước bàn tổ chức, và hai em hãy hướng về phía trong nhà để làm thủ tục, làm lễ tạ ơn Thiên Chúa, để làm thủ tục, làm lễ tạ ơn gia tiên, để thắp lên những nén hương khấu kiểu trùng, mong cho Thiên Chúa gia tiên chứng giám cho, và ban nhân đồng trẻ những điều hạnh phúc bên nhau, mãi đợi chờ. Xin được trân trọng kính mời. Cùng các cố, các cụ, các bà, cô dì, chú, bạn bè, nam nữ thanh niên của đôi bạn trẻ kính mến, như chúng ta cũng đã được biết, Thiên Chúa là mọi nguồn tình phụ tử trên trời và dưới đất. Nhờ có người mới có tổ tiên, có ông bà, đặc biệt là có đôi bạn trẻ như ngày hôm nay. Trước khi hay bước vào những giây phút long trọng này, ban tổ chức xin đề nghị đôi bạn trẻ hãy dùng hương và nến để tạ tri ân của Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời các bạn trẻ hướng đến bàn thờ Thiên Chúa tạ hai lễ xá. Sau khi đó hai em làm thủ tục làm lễ tạ ơn Thiên Chúa xong, xin đề nghị các bạn trẻ tiếp tục hướng sang bàn thờ gia tiên của gia đình để thắp những nén hương khấu kiểu trùng, mong cho Thiên Chúa gia tiên chứng giám cho, và ban cho bạn trẻ những điều hạnh phúc bên nhau mãi đợi chờ. Và xin trân trọng đề nghị bạn bè đã thành viên của đôi bạn trẻ ở trung tâm phòng lưới bên ngoài, chúng ta ngồi xuống để mời nước với cùng đại xá. Trọng tin đến từ trung tâm văn hóa thị trấn Ninh Cường đang lên máy để ghi lại và chép lại những cái tấm pin, những tình ảnh tuyệt vời đẹp đẽ nhất để chào đón và tình yêu tình cảm của bạn trẻ trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, và giờ này gia đình dòng tộc họ Nhảy Trai chúng tôi xin trân trọng kính mời quan viên bên hai dòng họ và các vị khách quý của các cố, các cụ, các cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của đôi bạn trẻ, chúng ta cùng nhau ổn định hôn trường, cùng nhau mời nước, mời thuốc, mời trà. Vâng, đúng là ta vui điếu thuốc chén trà, ta mừng hạnh phúc mận mà tình duyên. Và cùng nhau bước vào chương trình tổ chức chương trình buổi lễ đại thành công của bà trẻ Văn Duy và Thu Thúy trong buổi trước đây, xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa các cố, cùng các cụ, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của đôi bạn trẻ đang hiện diện tại gia đình họ Nhà Trai chúng tôi kính mến. Và giờ này thì như quý vị cũng đã được biết, trong những ngày gần đây, loài người trên toàn thế giới vẫn đang tiếp tục hướng về Thiên Chúa. Và chúng ta đang chuẩn bị chào đón một mùa Noel năm 2020 tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, quý vị à, hòa quyện với non sông đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta đang tiếp tục kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Thì phải nói trong buổi trưa ngày hôm nay, quý vị à, trong buổi trưa ngày hôm nay rất là đẹp cảnh, đẹp trời,
đẹp cả ngày đẹp tháng, đẹp tình đôi ta. Qua tiên thì tám họ gần xa, về đây sum họp thật đà đông vui. Không như thế, trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị à, ban tổ chức tôi để ý toàn là những áo xanh, áo tím, áo đỏ, áo vàng, sắc xanh rô, áo tím hoa cà. Lại gần ban tổ chức nước ngỡ được cái chàng công tử và các nàng thiên nga vừa mới hiện hình. Bên cạnh đó, trong buổi trưa ngày hôm nay toàn là nồng đẹp hoa tươi, đôi bạn hạnh phúc thành đôi vợ chồng. Cô dâu Thu Thúy của quê hương gia đình dòng tộc họ nhà Gái, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Nam Thanh, Nam Trực yêu quý. Bình thường là một nàng thiếu nữ rất là thùy mị và nết na rồi quý vị hạ. Có phải vậy không anh Duy? Vâng, anh vẫn đúng vậy quý vị hạ. Cô dâu Thu Thúy của quê hương gia đình dòng tộc họ nhà Gái, bình thường là một nàng thiếu nữ rất là thùy mị và nết na rồi. Nhưng mà hôm nay nào thì cô thì trang điểm vào, môi thì đỏ, má thì hồng. Không như thế còn nói nhỏ chú rể Văn Duy rằng hôm nay môi em đỏ, má em hồng, chứng tỏ em đã có chồng rồi anh Văn Duy ơi. Còn quý vị để ý đến chú rể Văn Duy của quê hương Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định thân yêu của chúng tôi, có cần mất nhiều thời gian về quảng cáo không hả? Những lần anh đi công tác tại tổng công ty sông Đà Năm ở khu vực miền Bắc quý vị hà, những lần là anh về à, thăm quê hương, thăm gia đình, thăm bố mẹ, những cô cháu bé quanh xóm luôn luôn gọi là anh Nâm Bổ Oan đẹp trai số 1 của tỉnh Nam Định của chúng ta ơi. Có nghĩ đến mày chàng quá là tuyệt vời và đẹp trai, quý vị nhìn lên cũng đã được biết. Vâng, trong trang phục ngày cưới anh bận rộn như thế, anh vất vả như vậy, nhưng mà Văn Duy của chúng ta anh cứ chạy lên chạy xuống, chạy ngang chạy dọc, mà trong khi làm việc mà không biết anh vớ được cái gì quý vị hả, mà anh cứ cười. Vâng quý vị không tin thì nhìn cũng đã được biết, anh cứ cười tủm tỉm trong lòng sướng vui. Đúng là hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, được sự nhất trí của cha xứ, và cha xứ đã ban ký tích hôn phối trên đường bạn trẻ, được sự nhất trí của thủ trưởng của cơ quan của hai em đang công tác, và được sự vun đắp ủng hộ của hai gia đình, hai dòng họ, không thể thiếu được quý vị ạ. Được sự yêu nhau thật là nồng nhiệt của đôi bạn trẻ Văn Duy và Thu Thúy trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay và giờ này rất đông đủ các cô, các cụ, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của đôi bạn trẻ về chúc phúc cho đôi bạn trẻ, để trân trọng cảm ơn đến tình cảm của các cô, các cụ, các bà trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức xin đề nghị hai em hãy đứng dậy để làm thủ tục trao bó hoa tươi thắm và làm thủ tục chào quan viên đơn vị hai dòng họ trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng đề nghị và kính mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến những hình ảnh rất ý nghĩa đẹp đẽ của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Duy muốn sống, muốn sống bên này Duy ơi, anh bảo muốn sống bên Thúy trọn đời. Những đàn mây trời khát khao bầu trời. Một thời của anh, tình yêu của anh. Mùa xuân ơi, tình yêu cho ta một màu xanh ngàn ngàn rừng. Không bao giờ khô cạn, không bao giờ tan vỡ. Sẽ mãi mãi, mãi mãi sống bên nhau trọn đời. Đi với nhau đến nơi chân trời. Khi ta có nhau, ta sống trong tình yêu mãi mãi. Dù mùa xuân có tan phai. Vâng, kính thưa các vị khách quý, cùng các cô, các cụ, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của đôi bạn trẻ kính mến. Phải nói trong tiết trời buổi trưa ngày hôm nay và giờ này rất là vinh dự và tự hào cho anh em, cho đôi bạn trẻ Ngọc Cương chúng tôi đến từ trung tâm
văn hóa xã Trực Thái đã được cầu truyền hình chương trình tổ chức chương trình buổi lễ đại thành hôn của đôi bạn trẻ. Lời đầu tiên thay mặt cho anh em chung bạn trẻ xin được gửi tới các vị khách quý, các cố, các cụ, các bà, cô, sĩ, chúng bác, bạn bè, năm thứ của đôi bạn trẻ một lời chào trân trọng và thân thương nhất. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, vào những giờ khắc này, các nhạc sĩ, các nhà thơ đã từng nói và từng viết nên rằng hát nên bạn ơi, cầm tay nhau hát. Vâng, đúng là hát cho tình yêu và hát cho tất cả mọi người. Trai yêu văn nghệ thì cho vui, mà gái yêu văn nghệ cho đời nở hoa. Và giờ này, một em nữ ca sĩ đến từ mảnh đất Nam Định yêu quý của chúng ta đã có mặt rất sớm tại trung tâm phòng cưới của gia đình để mở đầu chương trình mừng hạnh phúc cho năm của hai em, những lời ca tiếng hát tuyệt vời đẹp đẽ nhất để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Xin mời quý vị chúng ta cùng hướng ánh mắt về trung tâm phòng cưới đến với một em nữ ca sĩ Thúy Thúy Nga của chúng ta. Chúc một tràng vỗ tay thật to để chào đón nữ ca sĩ Thúy Nga thể hiện một số tiết mục văn nghệ rất đặc sắc để chúc phúc cho hai em. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Cô dì chú ba bạn bè nam nữ thanh niên quán ơi bạn trẻ kính mến, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình dòng tộc họ nhà gái vị nên có đôi lời phát biểu trao dâu. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị nên. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể anh em thanh niên nam nữ trong hội trường hôm nay, từ hôm qua đến nay chúng ta chứng kiến một không khí thật đầm ấm trên gia đình họ nhà gái chúng tôi. Và hôm nay theo lời mời của ông đại diện họ nhà trai, mời chúng tôi, đoàn chúng tôi cùng cháu về họ nhà gái để dự lễ thành hôn cho hai cháu. Điều đầu tiên tôi có cảm tưởng với một không khí là ấm áp, với những khuôn mặt vui tươi, với những lời ca tiếng hát, và đặc biệt là ông MC dùng những lời lẽ quá hay để chúc tụng cho hai cháu chúng tôi. Tôi có cảm tưởng cháu Thúy đã chọn đúng người để trao cuộc đời của mình. Chắc chắn là cháu Văn Duy phải là số 1. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, và đặc biệt là hai cháu, khi các cháu lớn lên, trưởng thành thì bố mẹ của các cháu đã dạy dỗ các cháu rồi. Bác hôm nay không có điều gì để mà dặn dỗ thêm, nhưng bác chúc cho các cháu làm thế nào giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ này, những lời lẽ tốt đẹp này, những gương mặt tươi cười dành cho hai cháu. Đây là một kỷ niệm đầu đời để bước vào một cuộc sống hôn nhân.
mong hai cháu sẽ giữ mãi hình ảnh này, tình cảm tốt đẹp này, lấy nó là hành trang trong suốt cuộc đời của mình, là hạnh phúc của đôi lứa. Tất nhiên nếu như theo như người đời thì người ta nói rằng là ông Tơ bà Nguyệt sẽ duyên hay là cái duyên số, mà nói như người Thiên Chúa chúng ta thì người Thiên Chúa sẽ định, cái gì cũng đúng. Nhưng hạnh phúc không phải tự nhiên trên trời mà có, mà phải do chính bàn tay chúng ta chung xây thì mới có hạnh phúc được. Hạnh phúc không phải là xa xôi, nhưng nó cũng không gần. Nếu chúng ta không cùng nhau khắc phục, cùng nhau phấn đấu thì nó quật khỏi tầm tay lúc nào cũng không biết. Bởi thế bác mong cho hai cháu phải vững vàng, nhất là cháu Văn Duy là người cầm lái con tàu, dìu dắt con tàu đi đến bến bờ hạnh phúc hay không. Cháu Thí là một hậu phương vững chắc, chứ cũng không thể dành bắt Văn Duy phải nèo lái được. Chúng ta phải cộng tác với nhau, đấy là bác muốn một điều là như vậy. Và trước khi ngừng lời, tôi cũng xin chúc điều đầu tiên, chúc hai cháu hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Chúc cho hai bên gia đình thông gia một ngày một thắm thiết, luôn luôn là hai bờ vững chắc cho nhịp cầu để cùng đồng hành với hai cháu. Xin hết. Vâng, để đáp lại những lời phát biểu rất ý nghĩa, ngắn gọn nhưng rất là xúc tích quý vị của vị đại biểu đại diện gia đình dòng tộc Họ Nhà Gái, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu kính mời vị đại biểu đại diện các đoàn đại biểu dòng tộc Họ Nhà Trai, vị nên có đôi lời phát biểu đáp từ. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện các gia đình Họ Nhà Trai, vị nên có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời vị. Đúng là nhờ hồng ân Thiên Chúa mà ngày xưa thì hoa nở miền Cana, mà hôm nay thì Chúa đã ban cho hoa đó nở thắm trong hôn trường chúng ta. Kính thưa các cố, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các cậu, các mợ và toàn thể anh em trong dòng tộc hai họ. Thưa các bạn của hai cháu Văn Duy và Thu Thúy thân mến, được có những buổi vui như hôm nay, duy nhất là đúng là chúng ta phải cảm ơn Thiên Chúa đã ban phòng an bài cho hai cháu từ hai địa phương Trực Thái và Nam Thái, hầu như không hề biết nhau, nhưng trong quá trình học tập và công tác, các cháu đã quen nhau và từ đó các cháu đã tìm hiểu nhau qua một thời gian rất là chín chắn. Sau sự bàn hỏi với gia đình cũng như tư vấn của các bạn, hai cháu đã đi đến một quyết định sâu sắc nhất trong cuộc đời là xây dựng một gia đình trăm năm hạnh phúc để nối giữa tông đường cho hai dòng họ và cũng là nền tảng của giáo hội và xã hội. Kính thưa quý vị, trong buổi lễ hôn nhân hôm nay, đặc biệt hôm nay, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhất là hội đồng Họ Nhà Gái đã cùng với cháu về đây để cùng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin đầu tiên xin chúc hai cháu sống trăm năm hạnh phúc và cảm ơn tất cả các quý vị đã có sự hiện diện trong hôn trường này để tiếp tục trong buổi lễ thành hôn. Xin nhường lời cho MC, xin cảm ơn. Thủ tục lễ khui rượu và cắt bánh gato, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía gia đình dòng tộc Họ Nhà Trai. Xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn của gia đình và bố mẹ thân sinh đã chú rể Văn Duy. Về phía gia đình dòng tộc Họ Nhà Gái, xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn cùng nên dự lễ khui rượu xung quanh và cắt bánh gato của đôi bạn trẻ. Xin trân trọng đề nghị kính mời các thành viên nên chúng tôi phòng cưới để cùng dự lễ khui rượu xung quanh và cắt bánh gato của hai em. Và xin toàn đội cho một tràng vỗ tay thật to để ly rượu đầu tiên của đôi bạn trẻ được dọc đến những viên đá khói để chứng minh rằng tình yêu thiệt cảm của đôi bạn trẻ Văn Duy và Thu Thúy sẽ đời đời giao sơn gắn bó bên nhau. Đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình ngay nghĩa nặng.
duyên về bên nhau. Những tình cảm tình yêu tuyệt vời đẹp đẽ nhất của đôi bạn trẻ. Rượu ví như nước và mật ngọt, nước thì tôn thắm tình yêu của đôi bạn trẻ, mật ngọt thì tôn thắm vị ngọt của đôi môi. Những tình cảm tình yêu tuyệt vời đẹp đẽ nhất mà của đôi bạn trẻ Văn Duy và Thu Thúy. Em đã được chứng kiến tình cảm tình yêu tuyệt vời với sự chứng kiến của hai vị trưởng đoàn và những bậc sinh thành ra đôi bạn trẻ, và các vị khách quý và các cô, các cụ, các bạn, cô dì, chú bác đang rất đông đủ để cùng chúc phúc cho hai em trong chương trình của chương trình hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến những hình ảnh rất ý nghĩa và đẹp đẽ của hai em. Xin trân trọng đề nghị và kính mời quý vị. Vâng, chai rượu sâm anh đầu tiên của hai em đã được hoàn tất, và xin mời hai em tiếp tục rót những chai rượu thứ hai, đó là hai em rót ra những ly ở phía dưới để mời cho phía bên hai dòng họ và các vị khách quý. Sau khi hai em rót ra những ly rượu ở phía dưới để mời các thành viên trong gia đình cũng như là bố mẹ thân sinh ra đôi bạn trẻ. Và giờ này quý vị chúng ta tiếp tục chứng kiến. Xin mời hai em chúng ta cùng mời hai vị trưởng đoàn. Xin mời hai em tiếp tục mời hai vị trưởng đoàn và các thành viên. Xin mời hai em mời bố mẹ. Hai em mời bố mẹ. Chúng ta cùng đến 1, 2, 3, 4. Xin mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến. Đây là một thủ tục uống rượu trao đôi mà theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam chúng ta từ rất xa quý vị ạ, đã để lại và không biết là để lại từ cái thủa bao giờ. Đó là những tình cảm tình yêu tuyệt vời đẹp đẽ nhất của các vị khách quý. Và xin mời hai em hướng sang những tấm bánh gato rất ý nghĩa để làm thủ tục cắt bánh gato của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Tấm bánh này thì bánh nghĩa, bánh tình, sắc nồng son sắc giữa mình với ta. Bánh này thì đang được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Làm thủ tục cắt những cặp bánh gato rất ý nghĩa và đẹp đẽ của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Lễ khui rượu sâm banh và rót rượu sâm banh cũng như là lễ cắt bánh gato của hai em đã được hoàn tất với sự chứng kiến rất đông đủ của các vị đại biểu khách quý về chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và giờ này đó là những lời chúc, những kỷ vật, những tặng phẩm rất ý nghĩa của các cô, các cụ, công các bà, cô dì chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của đôi bạn trẻ muốn lên tận trung tâm phòng cưới này để gửi gắm và chúc phúc cho hai con hai cháu của gia đình. Để mở đầu chương trình tặng phẩm của đôi bạn trẻ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cố nội, bà cố nội của chú rể Văn Duy. Vâng, vì điều kiện bà cố nội không lên trung tâm phòng cưới được, bà cố nội đã ủy quyền cho một người đại diện cho bà cố nội nên để có món quà rất ý nghĩa chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của bà cố nội. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn một anh em đại diện cho bà cố nội nên để có món quà chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà cố ngoại của chú rể Văn Duy. Vâng, phấn khởi được chào đón ngày hạnh phúc thân thân của hai con hai cháu. Xin được trân trọng kính mời bà cố ngoại ạ. Mà của bà cố ngoại để dành dụ cho đồng bạn trẻ. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà cố Xuân. Đỡ lời đôi bạn trẻ Văn Duy và Thu Thúy. Xin được trân trọng ghi nhận tình cảm của bà cố nội, bà cố ngoại và bà cố Xuân đã có món quà rất ý nghĩa nên để chúc mừng đôi bạn trẻ và hai con hai cháu của các bà cố. Luôn luôn chúc các bà cố luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn là những tấm gương, những cây đa
tỏa rất nhiều những bóng rộng bóng mát cho các con các cháu học tập và noi theo. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của các bà cố và ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời các bác, các chú, các cậu, các mợ trong gia đình của chú rể Văn Duy. Xin trân trọng kính mời các bác, các chú, các cậu, các mợ của gia đình đến trung tâm phòng cưới để có món quà chúc mừng cho các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Gian là vàng là ngọc, xin mời các thành viên chúng ta cùng anh nhanh chân trở lên trung tâm phòng cưới của gia đình để có những món quà rất ý nghĩa chúc mừng cho các bạn trẻ. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Xin được trân trọng kính mời các thành viên, các bác, các chú, các cậu, các mợ, các cô, các dì, các anh chị em ruột của chú rể Văn Duy. Chúng ta có nhã ý trao quà tặng phẩm cho bạn trẻ thì nên trung tâm phòng cưới để có những lời chúc, những món quà ý nghĩa nhất chúc mừng cho bạn trẻ. Xin trân trọng kính mời. Đi sang bên kia đi. Vâng, đây là ban tổ chức được biết là cậu mợ công, là cậu mợ của chú rể Văn Duy đã có món quà rất ý nghĩa nên để chúc mừng cho bạn trẻ. Xin được trân trọng kính mời các thành viên. Vâng, xin mời các thành viên, các của gia đình nhà chú rể. Được chào đón niềm hạnh phúc tràn đầy của hai cháu, cậu mợ Bằng và hai em cũng có món quà nên để chúc mừng cho các bạn trẻ. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm cậu mợ Bằng. Vâng, xin mời các thành viên. Trong khi các thành viên chúng ta nên để chúc mừng và tình yêu tình cảm cho các bạn trẻ, ban tổ chức xin mời tập thể hội đồng môn lớp 9B là những người hội đồng môn với lại chú rể Văn Duy. Và giờ này xin trân trọng cảm ơn các anh nằm trong hội đồng môn với chú rể lên trung tâm phòng cưới để có món quà rất ý nghĩa chúc mừng cho các bạn trẻ. Và xin được chuyển lời đến các anh chị em ruột của chú rể Văn Duy. Chúng ta có nhã ý trao quà hay tặng phẩm cho bạn trẻ thì khẩn trương lên trung tâm phòng cưới để chúc mừng và tình yêu tình cảm cho bạn trẻ. Như quý vị cũng đã được biết, vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái đã phát biểu trao dâu, và vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai đã đáp từ đích nhận nàng dâu yêu quý. Thì đôi bạn trẻ nói đến từ trao thì cứ thỉnh thoảng nó cứ liếc mắt nhìn sang nhau quý vị ạ. Ban tổ chức tôi đứng đằng sau nhìn là cứ vina soi được hết quý vị ạ. Mà đặc biệt vào giờ này cô dâu Thu Thúy của gia đình muốn nói nên câu nhưng còn rất là thẹn thùng quý vị ạ. Lúc này cô dâu của chúng ta muốn nói nên rằng: bố mẹ chồng ơi, con đã về đây làm dâu của bố của mẹ từ buổi trưa ngày hôm nay. Được chứng kiến vào ngày hạnh phúc của các con là điều tuyệt vời, cực kỳ hạnh phúc của bậc làm cha làm mẹ. Hôm nay bố mẹ cũng có món quà rất ý nghĩa nên để chúc mừng cho các bạn trẻ trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng đề nghị kính mời. Và xin mời các anh chị em ruột của chú rể Văn Duy đến chụp cuộc điều hành tại gia đình. Đây là một kiểu ảnh tại gia đình của chú rể và cô dâu, những tình cảm ý nghĩa đẹp đẽ nhất của đôi bạn trẻ. Và xin trân trọng kính mời mẹ hãy làm thủ tục sắp nàng dâu yêu quý của mẹ vào trong phòng để làm thủ tục nhập phòng. Đúng là bao ngày thì mẹ đợi mẹ mong, buổi trưa ngày hôm nay thật sự mẹ đã có nàng dâu yêu quý của mẹ đây rồi. Mời quý vị cùng nâng chén rượu đào để chúc phúc cho hai cháu
và chúc mừng hạnh phúc cũng như là chúc sức khỏe giữa hai gia đình. Và Thánh Thần Amen, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam rồi, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin quý tất cả quý vị dùng bữa ngon miệng. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly, một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, yo! Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giới thiệu của vị chủ hôn, vị MC hôm nay, con xin thay lời cho họ nhà trai xin cảm ơn rất chân tình của họ nhà gái cũng như toàn thể cô dì chú bác anh em trong hai dòng họ, nhất là các bạn và các cháu đã dự lễ thành hôn của cháu trong hôm nay rất là tốt đẹp. Giờ này xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị trong hai dòng họ, các bạn và tất nhiên là nhất quan trọng nhất là dân bản quyến thuộc ở xóm ngõ ở đây đã giúp gia đình họ nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn hôm nay rất tốt đẹp. Xin chúc quý vị thượng lộ bình an và xin trước khi ra về xin chúc cho hai cháu bằng an hạnh phúc trong cuộc đời trăm năm của các cháu và chúc cho tình thân tình nhân gia hai nhà như một luôn gắn bó và đoàn kết với nhau để xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nửa đôi chập chững bước vào cuộc sống hôn nhân. Xin chân tình cảm ơn tất cả quý vị. Từ ngày anh biết nàng, niềm hạnh phúc dâng tràn, anh trang anh mang song.